Nữ y tá gốc Việt Nina Phạm hôm thứ Hai đã đâm đơn kiện Texas Health Resources, công ty quản lý bệnh viện nơi cô từng làm việc, vì cho rằng cơ sở y tế này đã không huấn luyện nhân viên điều trị Ebola, cũng như không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cần thiết. Ngoài ra, cô Nina còn cho rằng công ty trên vi phạm sự riêng tư của cô khi chia sẻ hồ sơ bệnh lý của cô. Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời luật sư của cô Nina cho biết, cô gái gốc Việt 26 tuổi hiện vẫn chưa đi làm trở lại, cũng như đang phải đối mặt với các hệ quả của việc bị nhiễm Ebola như đau nhức người và gặp ác mộng. Một thông cáo của công ty quản lý bệnh viện ở Texas nói rằng cô Nina đã dũng cảm làm việc trong thời kỳ khó khăn nhất và họ hy vọng rằng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải quyết vấn đề kiện tụng. Năm ngoái, cô Nina đã trở thành bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Mỹ sau khi chăm sóc cho một công dân người Liberia tại bệnh viện Texas Health Presbyterian. Cô bị nhiễm virus chết người sau 3 ngày chăm sóc bệnh nhân, mà sau đó cũng tử vong. Tuy nhiên, cô đã được chữa khỏi và cho ra viện, rồi được tới gặp Tổng thống Barack Obama. Trường hợp của cô Nina đã thu hút sự chú ý không chỉ báo giới ở Mỹ, mà còn cả truyền thông Việt Nam. Vụ lây nhiễm Ebola của cô cũng đã khiến cộng đồng người Việt ở Mỹ bàng hoàng.